kìa, ở kia. Nhanh đúng rồi, đúng rồi. Lại con nữa chú. Mất vé rồi. Lại con nữa. Con nữa. Ôi. Chèn vào xa rồi không ấy? Đi xa nó chèn vào rồi. Dừng nó lên, dừng xa lên. Cháu sợ lắm. Cẩn thận nhé. Đầu đây này. Chấp chèn. Chấp. Trời ơi. Mang không ạ? Rất là mang. Chưa bị cắn đâu gì? Rồi, chưa. Tôi mới làm nào, bắt được. Ghê lắm. Ôi, luôn qua đường này. Nó từ bên này xa à? Vâng, từ bên kia qua sao? Bây giờ lấy gì không có cái đường vậy? Ông cho tôi cối áo ra. Cối áo ra xong cái cối áo này á. Luôn vào ấy đó. Cối áo ra. Ừ đúng rồi. Cối áo ra xong cho tay áo ấy. Sợ không? Nó có giúp không? Kéo quá. Kéo quá lên. Đúng rồi. Được, cho đây. Ai trời trời. Con này to quá con này. Cái này không đùa nữa được không? Cẩn thận đấy nha, mà nó cắn đấy. Cẩn lắm đấy, giống này mà nó cắn nó lọc lọc đấy. Bây giờ Rồi. Tôi buộc cái áo này vào đấy. Đây nó bổ ghê lắm đấy. Đây, cho nó vào cái áo này. Cứ làm xuống, cho áo làm xuống. Người bá đấy, áo người bá đấy. Được, không cho đi. Giúp mà. Vào đi. Dừng phải nhanh trí này mới được chứ không có hiểu không? Cẩn thận nhá. Rồi. Vẫn nó vào. Tôi đang phát dừng rắn dùng cái gì? Đúng rồi. Kia, ở kia. Nhanh. Đúng rồi. Lại con nữa chú. Mất vé rồi. Lại con nữa. Con nữa. Ôi. Trời ơi. Đây đang mang nghe trong đây rồi. Đó này là đúng rồi. Không. Cỡ lắm, con này to dài lắm. Phụ phụ, cầm một chú này kìa, cầm cẩn thận nó cắn nhá. Cầm cái gì chơi đấy. Chú mày giải quyết con này lốt. Đây rồi. Chạy chết. Ôi, chuột rồi. Anh chết nhỉ? Nhìn lấy chuẩn luôn. Bất bại rồi. Không, nó chỉ rút quay quay thôi. Quấy nó ra. Được rồi, để trong mình nhé. Quấy ra. À, nó rút ở dưới này lá cây nó cầm. Đúng không ạ? Dày lắm lá cây đấy. Rõ nhỉ. Đây, những sống này. Đây. Mình chính mình chưa làm đây, mình chả để ý đâu. Rắn con này rắn hồ châu, con này không có độc nhưng mà nó cũng có xu hướng tấn công ấy. Nó cắn đi nhưng mà nó cắn, nó sẵn sàng nó lao tấn công ngay đấy. Người đúng không? Con rắn nó cẩn lắm ấy, giống này. Bây giờ chèn nó có được nhỉ? Không, loại này thì đây lúc ấy nhìn mà nó lao nó cũng đấy, đang có xu hướng tấn công người đấy. Đấy ông đi nào là nó di chuyển theo hướng đấy, nghe không? Này lúc bổ. Nó sợ nó sẽ đứng ngoài này. Thôi, cứ đứng ngoài này, nó cầm con rắn cẩn thận nha. Không mình nữa. Độc đấy. Con này thì không sao, nhưng mà
Con đấy là nguy hiểm. Ô, ông bắt đi, ông bắt đi. Ông để tôi xem con này. Tôi bảo nào ông bắt quan rồi. Lừa, con này phải lừa. Lừa bắt. Nhà nhàng không? Đấy. Đấy, cứ nào vào. Ôi. Nào vào mà chụp đầu thì. Được rồi. Nguy hiểm lắm. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn, bản này ấy, thực ra bình thường ấy, nó rất là lành. Thấy không? Lành lắm. Quấn vào tay. Thế nhưng mà nếu mà nó có xu hướng tấn công nào mà nó lao lại nó bộp ngay lập tức. Đây. Xong rồi à? Xong rồi. Rồi đây, thế bây giờ. Ông cầm một cái. Thôi. Mày đi. Mày, đi đâu bây giờ? Chở đi ra kia đi về mà. Thôi, chào cảm ơn hai chú nhá. Rồi. Mày nhá. Mày không bị cắn. Rồi, ok. Tâm rồi. Anh em mình về. Nó quấn rồi. Rồi về luôn chứ, trả đàn nữa chứ. Thôi, lấy gì đấy, mình ngồi đấy cầm rắn à. Về ta làm mà. Bữa. Đây làm bữa.